Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 2, bài 70, làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn. Trang 30, 31, 32, 33. Cô giáo mời các con quan sát tranh vẽ trong sách giáo khoa. Quan sát tranh vẽ, chúng ta thấy gia đình hai bạn nhỏ gồm bố, mẹ và hai bạn nhỏ đang ngồi xem đá bóng. Mẹ bạn nhỏ nói nếu làm tròn đến hàng chục thì có 6.350 người. Bạn nhỏ nói, một bạn nam nói, nếu làm tròn đến hàng trăm thì có 6.300 người. Còn bố các bạn nói, nếu làm tròn đến hàng nghìn thì có bao nhiêu người? Chúng mình cùng bố bạn nhỏ để chúng ta trả lời câu hỏi đó các con nhé. Cô giáo có ví dụ 1, làm tròn các số 8.100, 8.700 đến hàng nghìn. Ở đây là một tia số. Trên tia số đã có vạch chia sẵn, các vạch này cách đều nhau. Và trên vạch tia số bắt đầu từ số 8.000 đến 8.500 và đến 9.000. Bài yêu cầu chúng ta làm tròn các số 8.100 và 8.700. Quan sát bài tập chúng ta thấy cái số 8.100 này gần số 8.000 hay là gần số 9.000? Ta thấy số 8.100 gần số 8.000 hơn là gần số 9.000. Vậy khi làm tròn số 8.100 đến hàng nghìn thì ta được số 8.000. Như vậy ở đây chúng ta làm tròn nghìn lùi hay làm tròn tiến? Đây chúng ta làm tròn lùi. Ta thấy số 8.700 là cái số cũng yêu cầu làm tròn đến hàng nghìn. Thì cái số 8.700 này gần số 8.000 hay số 9.000? Nó gần số 9.000 hơn. Vậy khi làm tròn số 8.700 đến hàng nghìn ta được số 9.000. Như vậy ở đây chúng ta làm tròn tiến. Như vậy cô giáo vừa hướng dẫn các con biết làm tròn số 8.100 và số 8. Tiếp tục chúng ta quan sát ví dụ 2, làm tròn số 2.500 đến hàng nghìn. Đây là một tia số. Trên tia số đã chia những vạch sẵn cách đều nhau. Bắt đầu từ 2.000 đến 2.500 rồi đến 3.000. Bài yêu cầu chúng ta làm tròn số 2.500 đến hàng nghìn. Số 2.500 này cách đều 2.000 và 3.000. Chúng ta thử đếm xem có phải không nhé. Từ 2.000 đến 2.500 có 1, 2, 3, 4, 5 vạch. Đấy, 5 ô, 5 đoạn bằng nhau. Từ 2.500 đến 3.000 có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Cũng có 5 ô cách đều nhau. Như vậy số 2.500 nằm ở giữa 2.000 và 3.000. Tức là nó cách đều 2.000 và 3.000. Cho nên ta quy ước khi làm tròn số 2.500 đến hàng nghìn ta được số 3.000. Tức là ta làm tròn tiến. Như vậy cô giáo vừa hướng dẫn chúng ta cách làm tròn số đến hàng nghìn và hàng chục nghìn. Bây giờ chúng mình vận dụng những hiểu biết về cách làm tròn số đến hàng nghìn và hàng chục nghìn. Bài 1, làm tròn các số sau đến hàng nghìn. Câu A, số 3.400. Quan sát bài tập ta thấy đây là một tia số. Trên tia số được chia các vạch đều nhau. Bắt đầu từ 3.000 đến 3.500 và đến 4.000. Bài yêu cầu chúng ta làm tròn số 3.400 đến hàng nghìn. Quan sát chúng ta thấy số 3.400 gần số 3.000 hay là gần số 4.000? Số 3.400 gần số 3.000. Nên
Làm tròn số 3.400 đến hàng nghìn ta được số 3.000. Câu B, số 8.900 tức là tròn làm tròn số đến 8.900. Trên tia số là những vạch, đấy, được chia những vạch đều nhau, bắt đầu từ 8.000 đến 8.500 rồi đến 9.000. Bài yêu cầu làm tròn số 8.900 đến hàng nghìn. Số 8.900 ta thấy gần số 9.000 hơn là số 8.000. Như vậy làm tròn số 8.900 đến hàng nghìn ta được số 9.000. Tiếp tục. Câu C, số 3.500. Trên tia số được chia các vạch đều nhau, bắt đầu từ 3.000 đến 3.500 và đến 4.000. Số 3.500 chúng ta làm tròn số, chúng ta thấy là số 3.500 cách đều 3.000 và 4.000, tức là nó ở giữa. Như vậy ta sẽ làm tròn số đến số 4.000. Làm tròn số 3.500 đến hàng nghìn ta được số 4.000. Đấy, ở đây là chúng ta làm tròn số đến gì nhỉ? Tăng, lùi hay tiến? Ta làm tròn số bằng cách là tiến, đúng không? Và cô giáo trình bày câu lời giải của bài 1 như sau. Làm tròn số 3.400 đến hàng nghìn ta được số 3.000. Làm tròn số 8.900 đến hàng nghìn ta được số 9.000. Làm bài 2, làm tròn các số sau đến hàng chục nghìn theo mẫu. Mẫu, làm tròn các số 72.000, 78.000, 75.000 đến hàng chục nghìn. Đến hàng chục nghìn. Quan sát, đây là một tia số. Trên tia số được chia sẵn các vạch đều nhau, bắt đầu từ số 70.000 đến 75.000 và đến 80.000. Bài yêu cầu làm tròn số 72.000, 75.000 và 78.000. Trước tiên, làm tròn số 72.000, ta thấy số 72.000 gần với số 70.000 hay là gần với số 80.000 các con? Nó gần với số 70.000. Gần với số 70.000 hơn số 80.000. Vậy khi làm tròn số 72.000 đến hàng chục nghìn ta được số 70.000. Tiếp tục ta thấy số 78.000 gần với số 80.000 hơn là số 70.000. Đấy, vậy khi làm tròn số 78.000 đến hàng chục nghìn ta được số 80.000. Và số 75.000, đấy, ta thấy số 75.000 nó cách đều hai số 70.000 và số 80.000. Cho nên là người ta quy ước là khi làm tròn số 75.000 đến hàng chục nghìn ta được số 80.000. Vừa dựa vào mẫu này, câu A, số 42.000 tức là làm tròn số 42.000. Quan sát chúng ta thấy trên tia số được chia làm các vạch đều nhau, bắt đầu từ 40.000 đến 45.000 rồi đến 50.000. Bài yêu cầu chúng ta làm tròn số 42.000. Ta thấy số 42.000 gần với số 40.000 hơn là số 50.000. Vậy khi làm tròn số 42.000 đến hàng chục nghìn ta được số 40.000. Tiếp theo, làm tròn số 87.000. Trên tia số được chia làm các vạch đều nhau, bắt đầu từ 80.000 đến 85.000 rồi đến 90.000. Bài yêu cầu chúng ta làm tròn số 87.000. Số 87.000 gần số 90.000 hơn là số 80.000. Vậy khi làm tròn số 87.000 đến hàng chục nghìn ta được số 90.000. Tiếp theo, làm tròn số 75.000. Trên tia số được chia làm các vạch đều nhau, bắt đầu từ 70.000 đến 75.000 đến 80.000. Thì số 75.000 nằm ở giữa 70.000 với 80.000, hay nói cách khác là số 75.000 cách đều 70.000 và 80.000. Nên khi làm tròn số 75.000, ta quy ước sẽ làm
Làm tròn số 75.000 đến hàng chục nghìn, ta được số 80.000. Và cô giáo trình bày câu lời giải như sau, của bài như sau. Làm tròn số 42.000 đến hàng chục nghìn, ta được số 40.000. Làm tròn số 87.000 đến hàng chục nghìn, ta được số 90.000. Làm tròn số 75.000. Bài 3, thực hiện các yêu cầu sau. A. Làm tròn 1.234 đến hàng chục. B. Làm tròn 1.234 đến hàng trăm. C. Làm tròn 1.234 đến hàng nghìn. Bây giờ không cần vẽ tia số, các con và bạn voi chúng mình trả lời ba câu hỏi này nhé. Cô giáo có câu trả lời như sau. Đầu tiên, làm tròn số 1.234 đến hàng chục. Ta có vì số 1.234 gần với số 1.230 hơn số 1.240. Vậy làm tròn số 1.234 đến hàng chục, ta được số 1.230. Câu B. Làm tròn số 1.234 đến hàng trăm. Vì số 1.234 gần với số 1.200 hơn số 1.300. Vậy làm tròn số 1.234 đến hàng trăm, ta được số 1.200. Như vậy ta làm gì nhỉ? Ta làm tròn số lùi. Câu C. Làm tròn số 1.234 đến hàng nghìn. Vì số 1.234 gần với số 1.000 hơn số 2.000. Vậy làm tròn số 1.234 đến hàng nghìn. Bài 4, chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A, làm tròn 5.490 đến hàng nghìn, ta được A 6.000, B 5.500, C 5.000, D 5.400. Ở đây chúng ta không cần phải vẽ tia số thì ta biết ngay được là làm tròn số 5.490 đến hàng nghìn, ta được 5.000. Vì số 5.000 thì chúng ta vẫn giữ nguyên. Còn 490, 490 nó nhỏ hơn 500 thì ta làm tròn đến đến 5.000. Như vậy là ta chọn câu C. Câu B, làm tròn số 9.628 đến hàng trăm, ta được A 9.630, B 9.620, C 9.700, D 9.600. Đây ta chọn D 9.000. Bài 5, quan sát bảng sau rồi nói theo mẫu. Quãng đường chiều dài đó là hai cột trong bảng bài toán cho bài cho sẵn. Quãng đường Hà Nội Lào Cai dài 2.860 km, Hà Nội Lạng Sơn là quãng đường dài 154 km, quãng đường Hà Nội Hà Nam dài 63 km, quãng đường thành phố Hồ Chí Minh Long An dài 47 km, quãng đường thành phố Hồ Chí Minh An Giang dài 244 km và quãng đường thành phố Hồ Chí Minh Kiên Giang dài 248 km. Giờ chúng ta dựa vào mẫu quãng đường Hà Nội, từ Hà Nội đến Lào Cai dài khoảng 290 km. Đấy, từ quãng đường Hà Nội Lào Cai là dài 286 km thì người ta nói đây là khoảng dài khoảng 290 km. Đấy là khoảng người ta nói gì nhỉ? À, người ta nói làm tròn. Bây giờ dựa vào mẫu chúng ta tiếp tục nói. Quãng đường Hà Nội Lạng Sơn dài bao nhiêu km? Quãng đường Hà Nội Lạng Sơn dài 154 km thì chúng ta làm tròn là gì? Quãng đường Hà Nội Lạng Sơn dài 150 km. Quãng đường Hà Nội Hà Nam dài 63 km. Chúng ta làm tròn gì? Làm tròn số Hà Nội
quãng đường Hà Nội - Hà Nam dài 60 km. Quãng đường thành phố Hồ Chí Minh - Long An dài 47 km. Ở đây chúng ta làm tròn là bao nhiêu? À là 50 km. Quãng đường thành phố Hồ Chí Minh - An Giang dài bao nhiêu? 244 km. Chúng ta làm tròn số là 240 km. Còn quãng đường thành phố Hồ Chí Minh - Kiên Giang 248 km. Như vậy ta làm tròn số thành phố Hồ Chí Minh, quãng đường thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng cô giáo đọc lại toàn bộ đáp án. Quãng đường từ Hà Nội đến Lạng Sơn dài khoảng 150 km. Quãng đường từ Hà Nội đến Hà Nam dài khoảng 60 km. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long An dài khoảng 50 km. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến An Giang dài khoảng 240 km. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang dài khoảng 250 km. Bài 6. Hiện nay, Việt Nam đã có những chuyến bay thẳng từ thủ đô Hà Nội đến nhiều thủ đô của các quốc gia khác. Để bay thẳng từ thủ đô Hà Nội đến thủ đô Paris của nước Pháp, máy bay phải vượt qua quãng đường dài khoảng 9.190 km. Em hãy làm tròn độ dài quãng đường này đến hàng nghìn. Chúng ta quan sát, đây là hình ảnh thủ đô của nước Pháp, rất là đẹp đúng không các con? Bây giờ bài yêu cầu chúng ta là làm tròn độ dài quãng đường từ Hà Nội bay thẳng đến thủ đô Paris, tức là cái con số 9.190 km. Như vậy chỗ này chúng ta làm tròn thành 9.000 km. Để bay thẳng từ thủ đô Hà Nội đến thủ đô Paris của nước Pháp, máy bay phải vượt qua quãng đường dài khoảng 9.000 km. Như vậy, bài hôm nay chúng mình đã biết cách làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn. Giờ học của chúng ta đến đây là hết.